Trong những năm gần đây, việc bán nhà ở hình thành trong tương lai, cụ thể là các dự án căn hộ chung cư hay còn có một tên gọi khác là bán nhà trên giấy đang trăm hoa đua nở tại các tỉnh, thành phố lớn. Tại các sàn giao dịch bất động sản, hàng loạt tờ rơi, biển quảng cáo dày đặc thông tin về việc người mua nhà sẽ được vay ưu đãi lãi suất 0%, hỗ trợ cho vay lên tới 70% giá trị căn hộ, cùng hàng loạt gói hỗ trợ từ chủ đầu tư thông qua các hình thức như miễn phí làm tủ bếp từ 40 đến 70 triệu đồng hoặc tặng một cây vàng khi người mua cùng lúc vừa đặt cọc vừa đóng tiền tiến độ xây dựng giai đoạn 1 của dự án. Đáng nói, trong số rất nhiều dự án quảng cáo giao bán thì có không ít dự án nhà ở chưa hoàn thiện thi công xong phần móng nhà, theo quy định của pháp luật là chưa đủ điều kiện huy động vốn, bán nhà ở hình thành trong tương lai. Thế nhưng các môi giới của những dự án này đã chào mời khách hàng với lời mời hấp dẫn như đặt cọc trước để chọn được căn hộ đẹp, ưng ý, được ưu đãi khi là khách hàng đầu tiên đặt mua, miễn phí dịch vụ trong vòng từ 1 đến 2 năm đầu sau khi bàn giao nhà. Cùng với đó là những lời hứa hẹn rất hấp dẫn với các tiện ích xung quanh khi dự án hoàn thành như có bể bơi hiện đại, siêu thị, khu vui chơi cho cư dân cuối tuần, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhiều dịch vụ khác. Nhiều chủ tư đã khi nhận được dự án rồi, thậm chí là huy động vốn trái phép rồi, huy động được rất là nhiều tiền rồi, thì lại lấy tiền đó đi đầu tư dàn trải ở các cái dự án khác, cũng như là đầu tư vào lĩnh vực khác mà không tập trung đầu tư để triển khai dự án theo đúng tiến độ. Và ngoài ra thì còn có những trường hợp mà chủ đầu tư đã chuyển nhượng trái phép dự án cho cái bên thứ ba, nhà đầu tư cấp, và cái bên thứ ba đó thì đã cũng không thực hiện cái trách nhiệm của mình, lại dùng cái dự án đó đi thế chấp ngân hàng vay vốn, hoặc là dùng cái dự án đó để mang chào bán cho cái bên thứ tư, thứ năm sau đó. Và rõ ràng là các cái chủ đầu tư đó họ không có trách nhiệm trong cái việc là tổ chức thi công các dự án đó và ảnh hưởng đến quyền lợi của người mua nhà. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thương trường và Pháp luật của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhu cầu về nhà ở của người dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn tăng cao. Hàng loạt các dự án chung cư ở phân khúc từ trung bình đến cao cấp nở rộ. Từ khi dự án còn trên giấy, nhiều chủ đầu tư đã quảng cáo giao bán nhằm huy động vốn thực hiện dự án thay vì phải vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, huy động vốn theo hình thức này mang lại nhiều rủi ro cho khách hàng. Mua nhà trên giấy đồng nghĩa với việc người mua chấp nhận rủi ro cầm dao đằng lưỡi. Thực trạng vấn đề này, người mua nhà cần thận trọng với những hợp đồng mua bán như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi muốn làm rõ vấn đề trên cùng với quý vị với sự giúp đỡ của hai vị chuyên gia. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thế Điệp, thành viên ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, phó chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội. Vâng, xin chào MC và khán giả đài truyền hình. Ông Nguyễn Đức Tùng đến từ công ty luật Đông Hà Nội, đoàn luật sư Hà Nội. Xin chào MC và khán giả truyền hình ạ. Vâng, rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đã đến với chương trình. Có lẽ câu hỏi đầu tiên xin được dành cho phó chủ tịch thường trực của câu lạc bộ bất động sản Hà Nội. Thưa ông Nguyễn Thế Điệp, ông có thể cho biết bức tranh khái quát những cái điểm nhấn về cái thực trạng mua bán các nhà ở chung cư đang diễn ra trong thời gian gần đây không ạ? Đặc biệt là ở những đô thị lớn. Trong các năm qua có thể nói là bất động sản Việt Nam phát triển rất mạnh mẽ, đặc biệt là hai thành phố lớn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên trong cái quá trình mua bán thì hiện nay chúng ta thấy nó còn rất nhiều bất cập. Chẳng hạn như mua bán trên giấy, chẳng hạn như hình thành trong tương lai, thì đây là những cái mà có thể nói là pháp lý có nhiều rủi ro cho khách hàng cũng như là cộng đồng. Các công ty bất động sản của chúng ta hiện nay thì là nếu mà nói vốn để vào bất động sản là hữu hạn. Cho nên là các chủ đầu tư bằng mọi cách để huy động từ ngân hàng, từ các cái nguồn lực khác, đặc biệt là khách hàng. Thì đây là một cái hình thức hiện nay đang nở rộ. Tất nhiên là trong đó thì nó có những cái sạn ở trong ngành bất động sản. Chúng ta phải nói là nó sạn. Tuy nhiên thì nó không nhiều so với cái chung. Thưa luật sư Nguyễn Đức Tùng, trong cái quá trình mà giao dịch cũng như là vận hành công việc nữa, ông đã đối diện với những cái vụ tranh chấp nào giữa người mua và các chủ đầu tư xung quanh cái chuyện mà mua bán nhà trên giấy không ạ? Thực trạng cũng có rất nhiều những cái tranh chấp giữa người mua và chủ đầu tư. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã gặp rất nhiều những trường hợp, không chỉ là khách hàng của tôi là những người mà đã mua phải những cái dự án mà hình thành trên giấy đó, mà kể cả những cái chủ đầu tư, người ta cũng tìm đến công ty luật, đến văn phòng luật để tư vấn về cái tính pháp lý của cái việc huy động vốn này còn nó có phù hợp với quy định pháp luật hay không. Với cái quy định của luật kinh doanh bất động sản hiện hành, và cụ thể ở đây là điều 55
luật kinh doanh bất động sản năm 2014 thì có quy định về các cái điều kiện cụ thể. Thứ nhất là về mặt hồ sơ, là hồ sơ và các cái thiết kế của chủ đầu tư là phải được cơ quan có thẩm quyền là phê duyệt, và chủ đầu tư phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có các giấy tờ về đất đai theo quy định của pháp luật thì mới là đủ điều kiện. Đấy là điều kiện thứ nhất là về mặt hồ sơ. Và cái điều kiện thứ hai là về mặt thực tế, khi mà chủ đầu tư triển khai dự án thì phải có, thứ nhất là cái nghiệm thu từng phần đối với cái hạ tầng kỹ thuật, và cái thứ hai là đối với những cái nhà ở, những cái dự án nhà ở thì là phải có cái nghiệm thu về móng. Đấy, và cái thứ ba đó chính là cái quyết định, cái văn bản thông báo ấy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chấp thuận cho chủ đầu tư chào bán cái dự án của mình, chào bán những cái nhà ở của mình, thì lúc đó chủ đầu tư mới có đầy đủ các cái điều kiện để mà chào bán công khai và đúng quy định pháp luật cho các người có nhu cầu. Thế nhưng mà trên thực tế thì ông thấy sao cái tình trạng mà giao bán mà thậm chí chưa đủ các điều kiện trên ạ? Tôi thấy rằng là cũng có rất nhiều những cái trường hợp là những người mua nhà họ đến tìm đến công ty luật và họ rất là bức xúc, bởi vì họ không được nhận bàn giao rất lâu rồi. Trong khi đó thì tiền họ, thứ nhất là cái tiền mồ hôi nước mắt của họ, thứ hai là cái tiền mà họ đi vay họ hàng, và đặc biệt là cái tiền mà họ phải vay ngân hàng, hàng tháng họ vẫn phải trả lãi và vẫn phải đi thuê nhà, mà nhà mình mua thì lại không được nhận. Đấy, không được nhận đúng tiến độ, thành ra họ rất bức xúc. Nhưng mà xét đi xét lại thì họ cũng đáng trách một phần. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà họ quyết định đầu tư, họ tại sao họ không xem đến cái tính pháp lý của dự án, xem đến cái năng lực uy tín của chủ đầu tư, đúng không ạ? Và một cái hợp đồng, một cái giao dịch mà chưa đảm bảo điều kiện theo quy định pháp luật như vậy thì họ cũng có một phần lỗi. Thì đấy là một trong những cái hệ lụy của cái việc mà huy động vốn trước khi mà đủ cái điều kiện theo quy định. Thế thì chủ đầu tư trong trường hợp đó, tức là nhận tiền huy động rồi mà không giao nhà theo đúng hợp đồng cam kết, thì họ có vi phạm quy định nào không ạ? Quy định pháp luật thì cũng rất là rõ ràng, là theo quy định của luật kinh doanh bất động sản cũng như là luật nhà ở đều có quy định về việc hành vi cấm, trong đó có cấm huy động vốn là khi chưa đủ điều kiện, hoặc là khi mà huy động vốn rồi thì cũng cấm cái việc là sử dụng trái cái mục đích. Đấy, và chế tài pháp luật cũng có, và theo quy định của nghị định xử lý vi phạm hành chính thì cũng có xử lý các cái hành vi về huy động vốn trái pháp luật này. Đấy, và cụ thể ở đây mức phạt nó có thể lên tới là 300 triệu đồng và tạm dừng cái hoạt động kinh doanh của cái đơn vị chủ đầu tư này. Đấy, và thậm chí có rất nhiều những cái vụ việc mà chúng tôi gặp trên thực tế là chủ đầu tư, và cụ thể ở đây là lãnh đạo của cái công ty đó, của cái chủ đầu tư đó, là họ phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đấy, một cái tội rất là nặng, đó là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc là lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của người mua nhà. Ông có thể nói rõ hơn, tức là khi nào thì cái vi phạm của chủ đầu tư đó nâng từ gọi là vi phạm dân sự chuyển sang vi phạm về mặt hình sự không ạ? Về mặt hình sự ấy thì nó khá là rõ ràng. Nó là những cái yếu tố cấu thành của một tội, và nó có các cái dấu hiệu nhận biết. Đó là gì? Thứ nhất là anh có cái dấu hiệu lừa dối khách hàng. Cái thứ hai đó là hành vi chiếm đoạt. Anh lừa được rồi, anh chiếm đoạt nó. Chiếm đoạt nó thể hiện ở hành vi là anh không chỉ là cái hành vi nó hiện hữu đâu, là tôi đút tiền vào túi tôi, mà nó còn thể hiện ở việc là khi mà khách hàng đòi tiền, tôi không còn tiền để trả, không có khả năng để mà trả tiền. Đó, thì đấy là hai cái hành vi mà hai cái dấu hiệu phổ biến để mà phân biệt được một tội phạm và một cái vi phạm chỉ đến mức là xử lý hành chính. Thưa ông Nguyễn Thế Điệp, theo ông ấy, thì cái tại sao là cái hình thức gọi là bán nhà trên giấy này nó lại khá phổ biến trong thời gian vừa qua? Tác động của nó như thế nào ạ? Mặt tích cực, mặt tiêu cực đối với chủ đầu tư cũng như là đối với người mua? Đại bộ phận các cái chủ đầu tư là rất thiếu vốn trong quá trình hình thành phát triển dự án. Mà dự án thì nó không phải là dừng lại là 12 tháng hoặc là 24 tháng, có thể là kéo rất là dài. Tuy nhiên thì cái hình thức hiện nay là chúng ta có thể nói nó có hai mặt. Một là các cái chủ đầu tư có thể nói là không đủ năng lực, hoặc là anh huy động không đúng, đấy là cái sai. Nhưng mà tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa làm rõ nét những cái này trong cái quá trình đôn đốc kiểm tra, thì các cái chính quyền cấp với chính quyền địa phương của chúng ta cũng chưa làm chặt cái việc này. Về người dân thì là chúng ta có những cái sơ hở là trong cái quá trình góp vốn
Có thể nói là nếu mà hình thành trong tương lai thì nó có nhiều giai đoạn. Như vậy là chưa xây thì có thể người ta huy động là đặt cọc, xí chỗ. Đấy, các chủ đầu tư bây giờ luồn lách là như vậy. Và đến giai đoạn coi là xây được móng rồi người ta mới ký hợp đồng. Thế thì rõ ràng trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn sơ hở của người mua. Hợp đồng này là hợp đồng dân sự và thỏa thuận dân sự với nhau. Cho nên chính vì lẽ đó mà nhiều cái vụ rất là căng đan lớn như vậy nhưng mà chúng ta chưa xử được. Bởi vì là nó có cái giữa cái lách luật và cái luật ấy là nó chưa rõ ràng. Mà chúng ta chưa nghiêm khắc. Một số người mà vay họ hàng anh em đã đành rồi nhưng mà lại vay ngân hàng. Thì trong cái giai đoạn mà không bàn giao đúng hẹn nên là người phải trả ngân hàng. Đây là một cái mà hệ quả rất lớn đối với xã hội. Tôi nghĩ rằng đây cũng là những cái bài học mà những người mua nhà cần phải, có thể nói là cần phải thông minh hơn, cần phải coi như là có những cái tham chiếu nó tốt hơn. Trong cái cam kết mua bán ấy, chúng ta phải nói rõ từng phần, chất lượng nó như thế nào, đảm bảo và cái bảo trì bảo dưỡng nó là như thế nào, nó rất cụ thể. Tại vì các chủ đầu tư thì thường là người ta lách luật thì người ta có những cái hệ thống về pháp luật người ta làm rất là hoàn chỉnh. Người dân chúng ta nhiều khi là chúng ta không để ý đến cái việc đó. Cho nên khi mà đưa ra thì là người dân là đuối về lý thì chúng ta không xử được. Thế tại sao người mua họ vẫn cứ mua mà hình thức này vẫn cứ được chấp nhận ạ? Ở đây chúng ta phải thấy như này, trong những năm qua có thể tốc độ phát triển đô thị nó quá cao. Có thể tốc độ nó vượt lên cả pháp luật, vượt lên cả cái thực tế. Cho nên cái kiểm soát, kiểm tra của các cơ quan quản lý chúng ta không xuể. Thì cái lực lượng bố trí vào cái việc này nó rất ít. Đây là khách quan, có thể nói là rất ít. Hai nữa là có thể nói là trên tỷ lệ phần trăm của những cái mà vi phạm này nó không nhiều. Cho nên chính vì lẽ đó mà xã hội nhiều khi là chúng ta lơ qua. Thì đây là những cái mà cái sạn của thị trường mà chúng ta cần phải bỏ cái sạn đi trong tương lai. Vâng, xin được dành câu hỏi cho luật sư Nguyễn Đức Tùng. Ông đánh giá sao về cái nội dung trong cái hợp đồng mua bán nhà hình thành trong tương lai giữa chủ đầu tư và người mua, đặc biệt là những cái điều kiện trong cái quá trình gọi là ký hợp đồng mà không có sự thương lượng thỏa thuận về từng nội dung một? Khi mà người mua nhà người ta tiếp cận đến cái hợp đồng thì đây là một hợp đồng dân sự và chịu sự điều chỉnh của bộ luật dân sự, luật kinh doanh bất động sản cũng như là luật nhà ở, và hai bên hoàn toàn có quyền thương thảo về cái hợp đồng đó. Tuy nhiên về mặt thực tế thì tôi thấy rằng là đây lại là một cái hợp đồng mẫu rồi. Anh đến thì anh ký, anh đồng ý thì anh ký, và gần như là không có bất kỳ một cái thỏa thuận nào cả. Đấy, và dẫn đến là người mua nhà bao giờ cũng là người chịu thiệt. Đấy, nhưng nếu như mà chúng ta tìm hiểu kỹ cái năng lực chủ đầu tư, chúng ta tìm hiểu kỹ về cái uy tín của chủ đầu tư, thì lúc đó chúng ta giao kết hợp đồng cũng sẽ rất là yên tâm. Bởi vì là họ thực hiện đúng các quy định pháp luật, họ không ràng buộc một số những cái quy định mà nó bất lợi cho phía người tiêu dùng. Vâng, rất là cảm ơn hai vị khách mời đã chia sẻ rất nhiều những cái thông tin thú vị về thực trạng cũng như là các rủi ro mà các khách mua phải hứng chịu khi mà ký những cái hợp đồng mang tính chất gọi là mua nhà ở trong tương lai như vậy. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện các dự án nhà chung cư huy động vốn để đầu tư xây dựng nhưng không bàn giao nhà cho khách hàng là thực trạng không quá mới trong thời gian qua. Đáng nói, trách nhiệm của các chủ đầu tư sai phạm chưa bị xử lý hoặc có xử lý nhưng chưa thỏa đáng. Vậy hành lang pháp lý nào cho vấn đề này? Kính mời quý vị và các vị khách mời chúng ta cùng theo dõi những ghi nhận của chúng tôi mới thực hiện. Thực tế cho thấy các dự án chậm bàn giao nhà cho khách hàng, thậm chí là cả 10 năm không thể bàn giao, hoặc dự án chỉ là bãi đất trống bỏ hoang, chủ đầu tư ôm tiền bỏ trốn, đã khiến nhiều người mua nhà lâm vào tình cảnh nợ nần bởi đã vay ngân hàng tới 70% giá trị căn hộ để thực hiện giấc mơ an cư của mình. Mặc dù pháp luật đã có quy định là các cái dự án phải công khai thông tin dự án tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp quận cũng phải công khai, tại nơi có dự án phải công khai, trên website của Sở Xây dựng của Ủy ban Thành phố phải công khai để cho người dân khi mà có nhu cầu mua nhà ở, họ biết rằng là trên cái địa bàn đó, trên cái địa phương đó có bao nhiêu dự án và cái tiến độ dự án đến đâu, pháp lý dự án như thế nào, điều kiện huy động vốn đã được đủ chưa và huy động vốn như thế nào. Tôi nghĩ rằng là vấn đề công khai minh bạch ở trong các dự án bất động sản là vấn đề mà chúng ta nói rất nhiều rồi nhưng mà đến nay vẫn chưa làm được đến nơi đến chốn. Chính vì vậy là phải nâng cao trách nhiệm của cơ quan chức năng, ở đây là chính quyền địa phương, một là Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng, rồi là Ủy ban Nhân dân cấp quận, rồi cấp thành phố, là phải
công khai về các cái thông tin như vậy, thì để cho những nhà đầu tư cũng như là người dân biết được là dự án nào có thật, dự án nào dự án ma. Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 được thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, thay thế cho Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2006. Luật ra đời được kỳ vọng mang đến nhiều tác động tích cực cho thị trường bất động sản bởi những quy định phù hợp hơn và bảo đảm an toàn hơn cho khách hàng tham gia giao dịch kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, thực tế thi hành, luật đã bộc lộ một số vướng mắc bất cập cần được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện. Bộ Xây dựng cho biết sẽ có những sửa đổi cập nhật để khắc phục các bất cập, các quy định hiện hành của Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014 và Nghị định số 76/2015 về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai. Xin được bắt đầu tiếp từ ông Nguyễn Thế Điệp. Vậy thì thưa ông, là trong cái nhận thức của mình về mặt pháp lý thì ông cho rằng là những cơ sở pháp lý hiện nay xung quanh vấn đề quản lý cái giá bán nhà trong tương lai đó có những cái kẽ hở nào không ạ? Hay nói cách khác là đâu đủ kín kẽ để bảo vệ quyền lợi của người mua hay chưa? Có thể nói là luật của chúng ta chưa chặt chẽ, chúng ta cần phải hoàn chỉnh hơn nữa. Và đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương, tôi nghĩ rằng là cái việc mà phải bố trí đủ người, đủ lực lượng để chúng ta giám sát, đôn đốc và kiểm tra thường xuyên các cái dự án, đây là cái mà khách quan mà chúng ta cần phải làm như vậy và làm theo đúng luật. Và người dân thì cũng phải ý thức lên nữa, là phải tìm chủ đầu tư phải uy tín, có đủ những cái giấy tờ về mặt pháp lý và hiện trạng phải tốt, có nghĩa là đất sạch và có thể triển khai được thì chúng ta cũng mua, thì nó tránh cái rủi ro. Thế còn nếu như cái tình trạng như hiện nay mà chúng ta không khép luật nữa, chúng ta không làm chặt nữa, và đặc biệt là những cái chủ đầu tư mà về chủ quan, họ cố tình sai hoặc là cố tình kéo dài để lợi dụng vốn của người dân, thì chúng ta cần phải xử một cách nghiêm khắc. Theo ông thì thực tế chúng ta đã xử nghiêm khắc các cái ông chủ vi phạm như vậy hiện nay thì về khung luật thì chúng ta có, nhưng mà thật ra là chúng ta xử với được rất ít số lượng mà những cái chủ đầu tư chây ì hoặc là không hoàn thành theo đúng tiến độ hoặc là đúng cam kết với người dân. Và tôi nghĩ rằng thị trường bất động sản Việt Nam còn tiếp tục phát triển, và trong giai đoạn vừa qua có thể nó phát triển rất nóng, chính vì nên đó mà các cái cơ chế chính sách chúng ta luôn luôn chạy theo và luôn luôn phải hoàn chỉnh. Cái đấy là chúng ta phải thừa nhận là chúng ta không cầu toàn, nhưng mà chắc chắn là trong tương lai chúng ta cần phải làm minh bạch rõ ràng và pháp luật phải chặt chẽ hơn nữa và cương quyết, và xử lý những cái chủ đầu tư mà cố tình chây ì hoặc là về chủ quan anh gây ra, thì tôi nghĩ là cần phải có những cái biện pháp mạnh hơn, tay hơn nữa để làm gương cho các cái chủ đầu tư khác. Xin cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp. Thưa luật sư Nguyễn Đức Tùng, về mặt pháp lý thì hiện nay cái việc quản lý các nhà ở mà hình thành trong tương lai đó thì nó liên quan tới những loại luật nào ạ? Và theo ông thì đã đủ để mà bịt các cái kẽ hở mà gây bất lợi cho người mua hay chưa? Về các quy định của pháp luật về điều chỉnh nhà ở hình thành trong tương lai thì có rất nhiều những cái quy định. Và cụ thể ở đây thì chúng tôi có thể liệt kê ra, ví dụ như là cái luật gốc ở đây chúng ta là phải bàn đến là Bộ luật Dân sự năm 2015. Bởi vì đây là cái bộ luật điều chỉnh những cái hành vi pháp lý của hai bên người mua người bán với nhau trong một cái quan hệ dân sự mua bán nhà. Và cái thứ hai là cái luật chuyên ngành. Luật chuyên ngành ở đây thì chúng ta có luật nhà ở năm 2014 và luật kinh doanh bất động sản năm 2014. Nó không chỉ điều chỉnh cái quan hệ mua bán nhà hình thành trong tương lai mà nó còn điều chỉnh cái quan hệ quản lý của nhà nước đối với cả cái hình thức mua bán này. Đấy, ngoài ra thì pháp luật cũng quy định về các cái chế tài về mặt hành chính, đó là Nghị định 139 năm 2017. Nó quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với những người mà những cái chủ đầu tư mà họ huy động vốn không đúng. Đấy, hoặc là họ chào bán những cái dự án bất động sản là chưa đúng quy định pháp luật. Đấy thì pháp luật hiện hành đã có những cái quy định cụ thể, ở đây là có Nghị định 117 năm 2015 về hệ thống những cái thông tin nhà ở và thị trường bất động sản, để cho người tiêu dùng, những người mua nhà ở, những người có thực sự nhu cầu về nhà ở, họ tham khảo, họ tìm hiểu. Tuy nhiên thực tế thì theo thống kê của Bộ Xây dựng mà tôi nắm được là chỉ có 15 tỉnh thành phố là đã hoàn thiện cái hệ thống này. Đấy, và họ chiếm một cái tỷ lệ rất là ít, là hơn 23%. Đấy, do đó là cái
cái về mặt quản lý nhà nước là cũng cần phải hoàn thiện, và cái quy định pháp luật cũng cần phải hoàn thiện. Và mới đây đấy, thì năm 2021 đây thì Bộ Xây dựng đã chủ trì để phối hợp với các cơ quan ban ngành xây dựng lại cái nghị định 117 này. Đấy, thì theo tôi là cái quan trọng nhất vẫn là cái tiếp cận của người dân đối với cái thông tin về thị trường, thông tin về dự án và chủ đầu tư. Rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Đức Tùng. Thưa ông Nguyễn Thế Điệp, như vậy rõ ràng là cơ sở pháp lý như là ông Tùng và ông đặt ra đó là còn cần rất nhiều sự điều chỉnh. Nhưng mà cụ thể về những cái như là luật xây dựng đó, hoặc là nghị định 17 như là ông Tùng nói, thì ông có cái gọi là ý kiến gì trong vấn đề bổ sung điều chỉnh không ạ? Đặc biệt là góc độ của hiệp hội về các cơ quan quản lý nhà nước, tôi cho là cũng đồng tình với ý kiến của luật sư Tùng là chúng ta cần phải hoàn chỉnh. Hai nữa là về mặt quản lý thì chúng ta có thể là các cái cấp chính quyền chúng ta cần phải bổ sung người để chúng ta giám sát, đôn đốc, kiểm tra thường xuyên các dự án ở trên địa bàn của mình. Thậm chí tôi nghĩ là có cả cái chế tài để xử phạt những cơ quan quản lý nhà nước mà không làm hoàn thành trách nhiệm ở trên địa bàn của mình. Thế còn doanh nghiệp thì rõ ràng là sai hiện hữu rồi. Có thể nói là chúng ta nhìn thấy những cái điểm khuyết của doanh nghiệp rồi. Thì rõ ràng là chúng ta nâng lên một cái bước mới nữa là chúng ta xử phạt nó nặng hơn. Và chúng ta phải làm điển hình những cái doanh nghiệp mà do chủ quan anh gây ra, do như vậy là anh không đủ điều kiện mà anh gây ra, hoặc là anh cố tình anh gây ra. Cái thị trường bất động sản của Việt Nam đang phát triển rất là tốt, mà động lực của nó là cũng là do cơ chế chính sách để nó phát triển. Thế thì rõ ràng nếu mà chúng ta hoàn chỉnh cơ chế chính sách thì cái thị trường nó đi vào ổn định hơn. Về có thể nói là căn cơ thì chúng ta cần phải hoàn chỉnh lại cơ chế chính sách, hoàn chỉnh lại cái cơ chế quản lý, hoàn chỉnh lại về cái thể chế làm sao nó chặt chẽ hơn nữa. Và từ góc độ của hiệp hội thì ông có những cái lời khuyên nào đối với các chủ đầu tư, đối với người mua, cũng như là những cái kiến nghị đối với nhà nước không ạ? Tôi cho rằng là đối với các chủ đầu tư thì tôi nghĩ rằng là các chủ đầu tư trong cái giai đoạn hiện nay nó đang ở giai đoạn cạnh tranh rất là quyết liệt. Thế thì chúng ta phải đi vào xu thế, nhưng mà phải là pháp lý chặt chẽ. Đấy, pháp lý chặt chẽ có nghĩa là chúng ta phải tuân thủ luật pháp, làm sao tránh cái tình trạng đấy thì chúng ta mới có thương hiệu, chúng ta mới đi cao, đi xa được. Thế còn với người dân thì rõ ràng là cần phải, hiện nay về công nghệ thông tin nó rất là nhiều, có thể chúng ta tham khảo các cái tham chiếu các cái giá cả cũng như là luật pháp về đất đai nó rất dễ dàng, cho nên người dân cũng cần phải nâng cao lên. Thời đại là kỹ thuật số rồi thì nó cập nhật nó rất nhanh. Và đối với cơ quan quản lý nhà nước, tôi nghĩ rằng là chúng ta liên tục phải điều chỉnh để làm sao mà cái luật pháp cũng như là những cái cơ chế chính sách nó phù hợp với phát triển của thực tế, nó vừa là kiểm soát tốt nhưng mà cũng phải là vừa tạo cái động lực để cho thị trường nó phát triển. Chứ không có nghĩa là chúng ta không làm được chúng ta cấm, phải không? Chúng ta phải tạo điều kiện cho nó phát triển, nhưng mà cơ chế nó chặt chẽ hơn nữa. Vâng, rất là cảm ơn ông Nguyễn Thế Điệp. Vậy thì luật sư Nguyễn Đức Tùng, thưa ông, từ góc độ của nhà luật cũng như là người tiếp cận nhiều với khách hàng, ông có những lời khuyên gì không ạ? Đặc biệt là dành cho người mua. Tôi cũng hoàn toàn là nhất trí với các cái quan điểm mà khuyên, lời khuyên của anh Điệp. Đấy, dành cho cả những cái nhà đầu tư muốn bay cao bay xa, muốn là mình vươn tầm đến biển lớn, đúng không ạ? Và cả đồng ý với cả cái ý kiến của anh Điệp về việc là những cái người mua, người ta cần phải thông minh hơn, cần phải sáng suốt hơn trong cái việc lựa chọn. Đấy, nhưng cái cụ thể ở đây tôi cũng muốn bổ sung thêm, đó là gì? Đó là sáng suốt lựa chọn thông qua các cái hình thức mà chúng ta đã công khai trên Internet, công khai trên các cơ quan, ví dụ như là Sở Xây dựng là cơ quan quản lý cái nhà ở hình thành trong tương lai ở địa phương. Đấy, họ lúc nào cũng sẽ công khai những cái chủ đầu tư, những cái dự án nào mà đủ điều kiện để mà bán. Đấy thì họ, người mua, người ta nên quan tâm, người ta nên tìm hiểu ở đó. Tôi cũng khuyên những cái người mua nhà là nên tìm hiểu kỹ, đọc kỹ cái hợp đồng mà chúng ta đang định giao kết. Và có thể chủ đầu tư người ta sẽ gài một số những cái quy định, ví dụ như là về cái quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, là chúng rằng có thể là họ sẽ bỏ đi của người mua nhà, hay là về các cái quy định về về cái quyền khởi kiện chẳng hạn, quyền bảo vệ cái quyền lợi của chính người tiêu dùng ấy, không được thông báo cho bên thứ ba, hay là không được khởi kiện khi mà cái bên chủ đầu tư người ta chưa có ý kiến gì, thì anh chưa được khởi kiện, chưa được bảo vệ, chưa được gửi đến các cái ví dụ như luật sư chẳng hạn, cũng chưa được tiếp cận, bởi vì là đây là một cái điều khoản bảo mật. Đấy, đấy cũng là một số những cái điều khoản bất lợi. Về chất lượng công trình
cũng là một cái vấn đề mà hợp đồng chúng ta cần quan tâm. Bởi vì là trong hợp đồng người ta quy định rất chung chung, người ta không nói rõ là của hãng nào, chất lượng ra sao. Thì đấy cũng là vấn đề mà khi mà cái nhà ở nó được hình thành lên, nó cũng sẽ không đảm bảo về mặt quy cách, về mặt chất lượng. Hay là những cái quy định về phạt vi phạm cũng sẽ rất bất lợi cho người mua nhà. Và đặc biệt là có một số những chủ đầu tư họ bây giờ họ mua bán nhà thì họ người mua nhà xuất phát từ cái nhu cầu vay vốn của người mua nhà, thì họ lồng ghép vào trong hợp đồng những cái quy định về việc là sẽ hỗ trợ lãi suất. Nhưng mọi người cũng phải để ý rằng là hỗ trợ lãi suất đến thời điểm nào. Đấy, có những chủ đầu tư họ ghi là đến khi mà người mua nhà người ta được nhận nhà thì thôi, thì đó là những cái chủ đầu tư uy tín. Nhưng có chủ đầu tư người ta lách một số những câu chữ rằng là chỉ hỗ trợ đến khi mà có thông báo nhận nhà thôi. Đấy, còn thông báo này có đúng pháp luật hay không, đúng không ạ, có đủ điều kiện để mà thông báo nhận nhà hay không thì lại là một cái vấn đề khác. Đấy thì trên hết là người đi mua nhà, người tiêu dùng, chúng ta cần phải thông minh, cần thông thái và cần sáng suốt hơn trong cái việc lựa chọn những cái dự án uy tín, những chủ đầu tư uy tín. Vâng, câu hỏi chung xin được dành cho hai vị chuyên gia. Được biết là Bộ Xây dựng đang có cái dự thảo điều chỉnh luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng như là những nghị định hướng dẫn có liên quan. Vậy hai ông có nghĩ rằng là khi dự thảo này được thông qua thì nó có giúp siết chặt hơn quản lý cái thị trường nhà ở trong tương lai không ạ? Vâng, như chúng ta được biết thì vừa qua Bộ Xây dựng có đề xuất thay đổi cái luật kinh doanh bất động sản 2014, thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái luật 2014 nó có rất nhiều cái bất cập, trong đó có cái việc mà bán nhà hình thành trong tương lai. Thì tôi nghĩ rằng là cũng đã có những cái thay đổi rất là lớn, đặc biệt là siết chặt vấn đề quản lý, rồi siết chặt vấn đề về luật để tránh cái tình trạng mà các cái doanh nghiệp lách luật, đồng thời cũng cảnh báo người dân. Tôi cho là đây là cái mà cũng là những cái mà thay đổi kịp thời, nó phù hợp với tình hình thực tế của chúng ta hiện nay đang diễn ra. Rất cảm ơn ông. Vậy ông Đức Tùng. Vâng, hiện nay thì tôi cũng nắm được cái thông tin rằng Bộ Xây dựng cũng đang xin ý kiến của các cơ quan ban ngành cũng như là các hiệp hội về nội dung là thay đổi sửa đổi bổ sung và hoặc là có thể là thay thế cái nghị định hướng dẫn luật kinh doanh bất động sản năm 2014 cũng như là nghị định 117 năm 2015 về thông tin thị trường bất động sản. Đấy thì tôi cũng kỳ vọng rằng là với những cái thay đổi tới đây là thị trường bất động sản sẽ trở nên minh bạch và công khai hơn và dễ dàng để cho người dân người ta tiếp cận với cái thị trường, dễ dàng cho cái việc là tìm hiểu thông tin về dự án cũng như là chủ đầu tư. Đặc biệt là cũng khắc phục được một số những cái bất cập của luật, ví dụ như là về bảo lãnh ngân hàng chẳng hạn, thì chúng tôi thấy thực tế quy định của luật 2014 thì đã bổ sung cái quy định này và người ta cũng rất kỳ vọng cái quy định này sẽ bảo vệ cái quyền lợi của người mua nhà. Nhưng mà thực tế thì các ngân hàng và các chủ đầu tư thường chỉ họ thỏa thuận với nhau về việc là có bảo lãnh cho cái dự án này. Tuy nhiên cái việc bảo lãnh cho từng căn hộ, từng khách hàng thì lại phụ thuộc chủ đầu tư, người ta lại đẩy cái quả bóng trách nhiệm này sang cho bên khách hàng. Nếu như mà khách hàng đồng ý thì phải đóng thêm một khoản tiền để có được cái bảo lãnh của ngân hàng. Còn nếu như khách hàng không đồng ý thì không phải đóng thêm tiền. Đấy thì tùy thuộc vào cái nhu cầu của khách hàng có cần bảo lãnh hay không cần bảo lãnh. Đấy, để cái quyền lợi của mình được bảo đảm. Vâng, rất là cảm ơn hai vị chuyên gia đến với chương trình đã có những phân tích rất là sắc sảo cũng như có những lời khuyên rất là thiết thực đối với người tiêu dùng để bảo vệ quyền lợi của họ cũng như phát triển một thị trường bất động sản lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, cần siết chặt quản lý các dự án mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, trong giai đoạn hiện nay, đó là điều rất cấp thiết khi nhu cầu về nhà ở của người dân tăng cao không ngừng. Để giảm thiểu rủi ro, người mua nhà nên thận trọng tìm hiểu kỹ tính pháp lý của dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư, nhất là cảnh giác với những loại hợp đồng mua bán nhà ở từ phía chủ đầu tư đưa ra để tránh những hệ lụy không đáng có về sau. Đến đây, thời lượng của chương trình Thương trường và Pháp luật của Truyền hình Nhân dân cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.